cách dùng Google Dịch để mà nghe một cái đoạn listening bằng tiếng Anh. À, thì trước tiên mình vô cái music trên điện thoại nè. Thì mình sẽ bắt một cái đoạn bài tập nghe, bài tập listening ha. Number 1. Your attention, please. Your Sau đó mình attention, sẽ đi please. vào cái Our company chế is độ celebrating Google Dịch. National Volunteer Month in April by sponsoring the Community Service Awards Google program, which acknowledges the community volunteer activities of employees. Đây. Any employee who holds an Thì active sau đó là volunteer mình sẽ position chọn in a non-profit community cuộc trò chuyện organization nha, cuộc trò chuyện. qualifies for a $200 grant to donate to the À, cái organization. này mình sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Sau đó mình vô cuộc trò chuyện. Number two. Đó, thì mình sẽ bấm Good morning. cái nút micro này. Before we begin our meeting, I'd like to announce the commencement of our yearly program. À, Google nó nghe và nó sẽ dịch ra tiếng During Việt cho chúng four ta. five-hour sessions, participants will develop better writing skills by planning their subject, coming up with new ideas, and organizing information. The seminar is open to all managers, but non-management personnel may participate if they get your written approval. Number three. Good evening, everyone. I'd like to begin with the news that our company has just been awarded a contract to design, develop, and manufacture the K-1 space transport vehicle. I have a brief presentation to show you, after which I'll take your questions